nghỉ cho em. Anh em vay thêm 500 triệu, được thua 6 giờ tối em gửi anh. Được, anh cho chú vay, nhưng phải chuẩn á. Năm mươi triệu. Em cho 50 triệu. Đi tất bạn này. Dên tại gà. Tại gà. Ok. Anh chơi với chú phát này. Cho chú gỡ. Anh cân 300k. Từ từ đã. Má cái này. Em đẹp lắm. Anh cho vay, cho em vay thêm đi. Không được ạ, chơi thế thôi. Mà cũng sắp 6 giờ rồi. Em vay lấy thêm tiền đi rồi chơi tiếp. Này, 6 giờ chưa? Em biết cái làm rồi đấy. Bạn à, dạo này tôi thấy ông Dương chơi bời cờ bạc suốt. Nó vay tiền linh tinh chỗ anh em của tôi. Bạn xem nào chứ như này mất mặt bạn à. Được. Tôi là dạ nhiều việc không để ý. Mà cũng lâu lắm rồi, không thể lo đến đây. Anh ôi thằng này, vừa nhắc mày xong, linh thiêng thật đấy. Dạ này thế nào em? Em vẫn bình thường, em đang có việc, muốn đưa anh đây. Việc gì chúng nói anh thế nào? Em đang cần tiền, anh cho vay 500 triệu. Thế, mày lại mượn cờ bạc chứ cái gì? Anh dạo này anh làm gì có tiền đâu. Vừa lo việc cho bọn thằng xèn kia xong, đau hết cả đầu đây này. Đau đầu tôi đối với anh 500 chính đáng gì? Anh vứt cả tỷ ra với những việc chính đáng. Còn những việc vớ vẩn, 500 đối với anh là quá to. Tình cảm bao nay em như thế nào? Mà có tin tiền, anh lại nói rộng ra như thế. Tình cảm anh em anh vẫn còn, nhưng tiền cả bạc thì không có đâu. Được, anh đã nói thế, nhưng bây giờ tôi mà anh coi như không quen. Mẹ mày dám nói với tao thế à? Vậy mày đi đâu đi đi. Thế thằng Dương đang ở đoạn siêu thị. Anh cho mấy cô ra luôn không nó trốn. Ok em ơi. Mấy thằng chúng mày ra siêu thị chỗ ông Quyết. Bắt thằng Dương lại. Đánh cho nó một trận, mang về đây cho tao. Ah!
Ai? Còn Dương đây. Dương ơi, bảo cửa lại càng nhanh rồi. Mày ra thế nào? Mày làm sao? Anh à, chúng nó vừa đánh đuổi em. Mày lại chúng nó bao tiền? Anh ơi, em đánh bài cho anh Giang, anh Phương nợ cho ông Giang 500 triệu. Ta xe ai tiền này? Là thằng này nó lấy hàng của anh, tiền của anh, các em đâu dám nhận ạ? Tiền của anh thế thôi, lợ là phải giá, tao cho mày 3 phút gọi ông Giang đi. Còn mà lại anh em vào thì đứng hết đây. Alo, anh à, anh qua nhà nghỉ 79 ngay, có việc giúp anh nhá. Anh ạ, à, anh ạ. Anh ạ. Đây là tiền của em tôi là anh. Thế còn việc em của anh đánh em tôi thì anh tính sao? Là do nó sai, vay tiền ông giả nên có định bỏ trốn. Tôi nói cho anh biết này, ở cái xã hội này á, nếu có chuyện đúng sai chỉ có kẻ yếu mới mạnh thế thôi. Còn bọn này đánh em tao thì tao đánh chúng mày. Phát nữa. Đây là Quyết, còn Quyết, Dương kia Linh kia quay cảnh ấy. Điện thoại mà, điện thoại kiểu đây. Các thứ biết đi vào. Đứng ở đây quay lại, quay cảnh. Để anh nói mấy câu xong bắt đầu quay cảnh cả anh em. 2 phút. Mấy em đi từ từ, đi từ từ. Mắt hâm hồ vào. Đúng đã xong đâu mà nó đâu. Anh đang nghe máy đâu. Cười. Mi đánh cười. Không trượt anh em ơi. Đánh thật. Thôi mà thôi, mọi mãi thôi đi nữa. Mày ngu rồi đang lên đường mày như thế này chả phá sai. Cái mẹ đang quay người ta thôi chả phá. Đừng cười nha. Đừng cười nha. Đừng cười nha. Không cười. Mặt sợ luôn không cười nhá. Quay đi em nhá. Cái xe là bắt đầu đuổi đánh à? Đánh gì? Bắt đầu quay và quay đúc đánh này. Cái hãng à. Action. Dương gọi điện alo khá à đấy. Ok. Alo anh à. Thế thôi, có mỗi này thôi anh ạ. Trầm cảm cơ, khuôn mặt trầm cảm. Mặt sợ sệt các thứ không? Sợ sệt. Anh à, em đang bị chú đấy. Anh à, cứu em mới. Đấy. Ở đây. Thế chú con ok. Đơn giản là anh ơi, anh cứu em với. Em đang, em đánh em hỏi chú này kia sao anh đến ngay. Còn đoạn bên dưới nữa. Anh à, em đang bị chúng nó đánh. Xong lại có đoạn là em đang trong nhà nghỉ 79. Bỏ nó đang quay ở bên ngoài. Đấy. Anh đến ngay. Anh đến ngay không biết việc của đấy là anh quay về sau cảnh sau. À, em đang ở trong nhà nghỉ 79 nhà mình. Em đang bị chúng nó nhà nghỉ 79 nhà mình. Em lời thoại đâu nhỉ? Nói là nó vua rồi, anh vua rồi. Anh à, em đang bị chúng nó đánh. Em đang à, em đang trong nhà nghỉ 79. Bỏ nó đang quay ở bên ngoài. Bây giờ quay như nào mặt này? Bây giờ ông không mở cửa xa, ông lên bình thường. Đi như mình sẽ như nhiều đội kia lấy vậy. Đi ở chỗ này, chỉ chờ sẵn. Ông lên trước đúng không? Đấy, xong rồi thì chỉ quay cảnh đấy, đấy ông tôi đã biết, ông xong cái đấy, ông cho nói chuyện thôi. Rồi. Thế là bọn đội Quyết kiểu đang vụ vỗ Quyết, anh rồi em.
em xin đi hậu trường nha. Diễn viên này, diễn viên chạy bục ra đi rồi. Mang thêm một dàn hot girl nữa nè. Trước khi đập cửa anh em quay đây cười bác ạ. Tiền của em anh, giá anh đây. Trả tiền đâu? Không, tôi nghĩ lấy cảnh như thế đã. Cứ diễn ra cả, có lỗi được, cứ coi như tập đi. Tập đi. Đây, giờ thì anh. Em cầm đấy. Đưa cho em. Em không đưa cho Quyết. Anh cầm đấy, anh đưa lại cho tôi. Cầm không? Anh có cầm mà. Có cầm. Anh giảng với anh. Nhảy lên rồi. Anh cầm lên. Đây. Gì đây? Phong trường. Quay lại. Ai đây? Lại, đúng 6 giờ nhá. Không phải biết thế nào rồi đấy. Được chưa? Ok. Đấy, là ngày nào nhỉ? Lại đi, lại luôn. 1, 2, 3, máy chạy. Em đang làm bên thế, em đang có việc, muốn đưa anh đây. Việc gì chú nói anh sẽ làm? Em đang cần tiền, anh cho vay 500 triệu. Lại nhé. Lại. Tiếp sau nhớ gọi em sau tới gì không? Sau đấy là cái lại, việc. Lại, lại, lúc này, lúc này. Nhớ, nhớ sau lúc đấy gìn riêng luôn được không? Cái câu sau, cái câu mà đau hết đầu đấy thì sẽ là cái câu mà tiền bạc cứ xong như thế thì đã cái xong xong rồi xong cắt nó bắt đầu quay thẳng vào dương lớn chung à tiếp tiếp quay một câu một thôi mình quay một câu một thôi đi tiếp tiếp quay câu một thôi đi anh xong mình nhắc anh được anh đã nói thế thì dừng bây giờ thì thôi. Thì đội kia chỉ cần là xếp điều hành như một hàng dài chậm chậm sau thôi nhớ nó nên nhớ mà quay nhớ tách tách một cái này chạy đi. Quạt tiếp, quạt tiếp. Để đi anh. Đây. Đây. Lôi, lôi, lôi sạch sạch mà. Lôi đi. Lôi vào nhà nghỉ.